Hãy cùng tiếp tục học bài 29 tương với phần 1 bài 21 quyển 2. Đầu tiên là cách nói ngày. Thiên. Thiên. Một ngày. Nghỉ thiên. Hai ngày. Lẻng thiên. Lẻng thiên. Còn hai ngày nữa. Nguyên văn là còn có hai ngày. Hai yếu lẻng thiên. Hai yếu lẻng thiên. Một ngày. Nghỉ thiên. Một ngày của tôi. Wǒ de yǐ tiān. Wǒ de yǐ tiān. Bây giờ là từ mỗi ngày. Mǎi tiān. Mǎi. Mǎi. Tiān. Mǎi tiān. Mǎi tiān. Buổi trưa hàng ngày, buổi trưa mỗi ngày. Mǎi tiān zhōng wǔ. Mǎi tiān zhōng wǔ. 12 giờ trưa mỗi ngày. Mǎi tiān zhōng wǔ shí èr diǎn. Mǎi tiān zhōng wǔ shí èr diǎn. Buổi chiều mỗi ngày. Mǎi tiān xiā wǔ. Mǎi tiān xiā wǔ. 2 giờ chiều mỗi ngày. Mǎi tiān xiā wǔ 2 diǎn. Mǎi tiān xiā wǔ 2 diǎn. Mỗi buổi tối mỗi ngày. Mǎi tiān wǎn shǎng. Mǎi tiān wǎn shǎng. 7 giờ tối mỗi ngày. Mǎi tiān wǎn shǎng 7 diǎn. Mǎi tiān wǎn shǎng 7 diǎn. Buổi sáng, chỉ buổi sáng khá sớm, khoảng từ 9 giờ trở về trước. Hãy nghe và nhắc lại. Zǎo shǎng. Zǎo. Zǎo. Shǎng. Shǎng. Zǎo shǎng. Zǎo shǎng. Chào buổi sáng nguyên văn là buổi sáng tốt. Zǎo shǎng hǎo. Zǎo shǎng hǎo. Chào buổi sáng thầy ạ. Lǎo shí zǎo shǎng hǎo. Lǎo shí zǎo shǎng hǎo. Chào buổi sáng dì, chào buổi sáng cô. A yǐ zǎo shǎng hǎo. A yǐ zǎo shǎng hǎo. Mỗi buổi sáng mỗi ngày. Mǎi tiān zǎo shǎng. Mǎi tiān zǎo shǎng. 6 giờ sáng mỗi ngày. Mǎi tiān zǎo shǎng 6 diǎn. Mǎi tiān zǎo shǎng 6 diǎn. Bây giờ là từ rưỡi, trong giờ rưỡi. Bàn. Bàn. Âm Hán Việt là bán, có nghĩa là một nửa. 6 giờ rưỡi, 6 rưỡi. 6 điểm bàn. 6 điểm bàn. 2 giờ rưỡi, 2 rưỡi. 2 điểm bàn. 2 điểm bàn. 6 giờ rưỡi sáng. 早上6点半. 早上6点半. 6 giờ rưỡi sáng mỗi ngày. 每天早上6点半.
Mỗi thiên giáo sáng 6 điểm bàn. Bây giờ là từ ngủ dậy. Chỉ chóng. Chỉ. Chỉ. Chóng. Chóng. Chỉ chóng. Chỉ chóng. Mấy giờ ngủ dậy? Chí điểm chỉ chóng. Chí điểm chỉ chóng. Mỗi ngày mấy giờ ngủ dậy? Mỗi thiên chí điểm chỉ chóng. Mỗi thiên chí điểm chỉ chóng. Lúc nào ngủ dậy? 什么时候起床? 什么时候起床? 嫂子几点起床? 6点半起床 6点半起床 Mỗi sáng 6点半起床 Mỗi thiên giáo sáng 6点半起床 Mỗi thiên giáo sáng 6点半起床 Một ngày của tôi 我的一天 我的一天 Tôi mỗi ngày sáng 6:30 ngủ dậy hay tôi mỗi sáng 6:30 ngủ dậy 我每天早上六点半起床。我每天早上六点半起床。cơm sáng, nguyên văn là sáng cơm. 早饭。早饭. Ăn cơm sáng. 吃早饭. 吃早饭 Bây giờ ăn cơm sáng 7点吃早饭 7点吃早饭 Hãy nhắc lại một ngày của tôi 我的一天 我的一天 Tôi mỗi sáng 6:30 ngủ dậy 我每天早上六点半起床。我每天早上六点半起床。Bây giờ ăn cơm sáng. 7点吃早饭。7点吃早饭。Bây giờ là từ kém. 差差 rất kém 很差很差 tiếng Trung của anh ấy rất kém 他的中文很差他的中文很差 phút phân phân 10 phút 10 phân 10 phân 15 phút 15 phân 15 phân 20 phút 20 phân 20 phân 2:20 phút 2点20分 2点20分 kém 10 phút 差10分 差10分 8 giờ kém 10 phút nguyên văn là kém 10 phút 8 giờ
差十分八点. Phòng học. 教室. 教. 教. 室. 室. 教室. 教室. Đi đến phòng học. 去教室. 去教室. Bây giờ đi đến phòng học. 现在去教室. 现在去教室. Tám giờ kém 10 phút đi đến phòng học. 差10分8点去教室. 差10分8点去教室. Hãy nhắc lại một ngày của tôi. 我的一天. Tôi mỗi sáng 6 giờ rưỡi ngủ dậy. 我每天早上6点半起床. 我每天早上6点半起床. 7 giờ ăn cơm sáng. 7点吃早饭. 8 giờ kém 10 phút đi đến phòng học. 差10分8点去教室. 差10分8点去教室. Lên lớp vào học. 上课. 上. 上. 课. 课. 上课. 上课. Mấy giờ lên lớp, mấy giờ vào học. 几点上课. 几点上课. Mỗi ngày mấy giờ vào học. 每天几点上课. 每天几点上课. 8 giờ vào học. 8点上课. 8点上课. Hãy nhắc lại một lần nữa, một ngày của tôi. 我的一天. Tôi mỗi sáng 6 giờ rưỡi ngủ dậy. 我每天早上6点半起床. 我每天早上6点半起床. 每次安更桑. 7点吃早饭. 7点吃早饭. Tám giờ kém 10 phút đi đến phòng học. 差10分8点去教室. 差10分8点去教室. Tám giờ vào học. 8点上课. 8点上课. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nửa kilogram hoa quả. 一斤水果. Đổi nhân dân tệ hay là đô la. 换人民币还是美元. Di động của thư ký Lâm. Lính Mỹ Xu đờ sầu chi. Nặng hay không? Trùng bố trùng.
Vali mới. 新箱子. Làng nhàng tạm tạm. Má mà hu hu. Đại phu. Đại phu. Đại khái có hơn 100 nhân viên người nước ngoài. Đa cài yếu y bài đua cơ ngoại quốc trí yuán. Ôn tập bài khóa học trước từ mới. Phụ xí khở vấn, yu xí sân xứ. Chủ nhật nghỉ. Xin chí rư siêu xỉ. Ngồi xe quá chật. Dù chưa thải chỉ. Chỉ lấy một cái thẻ điện thoại. Chỉ yào y trang điện thoại cả. Mình lấy tiền cho bạn. Wo gei ni na qian. Mùng 8. Ba hào. Hơi dài. Yếu điểm tráng. Có loại gầy một chút không? Có loại nhỏ một chút không? Yếu mấy yếu sâu y điểm đó. Vừa hay hợp. Trần hớ sử. Loại này có thể giảm 20%. Trời trùng khứ y tả ba trứa. 21 tuổi. 21 tuổi. Ngày mấy tháng mấy. Chỉ yue chỉ hào. Dự định qua thế nào? Tán soạn giấm mơ của. Chuẩn bị cử hành, chuẩn bị tổ chức. Chuẩn bị chủ hiến. 7 giờ tối. Hoàn sàng chi điển. Tham dự dạ tiệc. Tham gia hoàn hội. Thì ở phòng của mình. Chiều tại của phóng chiên. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chủ nì sinh rư khoai lửa. Nhất định đi, chắc chắn đi. Ý định chủ. Mỗi ngày 6 rưỡi sáng ngủ dậy. Mấy thiên giáo sàng lưu thiền bàn chỉ chóng. 8 giờ kém 10 đi đến phòng học. Trả 10 phân 8 điểm chủy giáo sư. Ăn cơm sáng. Chư giáo phản. Lên lớp vào học. Sàng khở.